Trước hết MC Kim Dung xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, Bắc Hà, một sắc màu cao nguyên trắng, với ngọc trắng lau thưa, núi non hùng vĩ, người Bắc Hà nghĩa nặng tình sâu, giàu lòng mến khách, chào đón bạn bè đến với cao nguyên trắng Bắc Hà. Đến Bắc Hà, đưa ta về với những vòng xòe tà trải rộng rãi, đắm say trong hương men rượu mua bản cố, đắm chìm trong hoa văn thổ cầm rực rỡ sắc màu, và cùng hồi hộp với những vòng đua bó ngựa trên cao nguyên trắng mỗi độ hè về. Bắc Hà còn nổi tiếng bởi chợ phiên, sự đông vui nhộn nhịp hòa lẫn với rực rỡ sắc màu thổ cầm, hòa lẫn với màu của mận, của lê, của rau xanh ớt đỏ, những âm thanh vui vui của khảm lá đàn môi tạo nên một Bắc Hà diệu kỳ. Tham dự liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ 20 năm 2023, đội tuyên truyền lưu động huyện Bắc Hà xin trân trọng gửi tới liên hoan chương trình nghệ thuật vũ điệu cao nguyên, chỉ đạo nội dung Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, chỉ đạo nghệ thuật Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông, biên đạo và dàn dựng Xuân Anh, phụ trách âm nhạc Hà Mười, biểu diễn đội thông tin lưu động huyện Bắc Hà. Chương trình sử dụng các tác phẩm của các tác giả, ca khúc Về trong ngày hội, sáng tác nhạc sĩ Vũ Đình Trọng, biểu diễn top ca nam nữ. Ca khúc Bắc Hà đẹp như mơ, sáng tác nhạc sĩ Hà Mười, biểu diễn toàn trung Kim Dung. Múa sắc tình cao nguyên, âm nhạc Mạnh Tiến, biên đạo Xuân Anh. Tam sáo gọi em bên suối, sáng tác cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh, biểu diễn A Lìn, Giang Hải, Mạnh Cường. Hát múa nghiêng say Bắc Hà, sáng tác Minh Cừ, biểu diễn top ca nam nữ. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Quý vị khán giả, sức khỏe, hạnh phúc, chúc Liên Hoan thành công rực rỡ.